Ai vậy? Sao cô tìm được đến đây? Thì muốn biết nhà ở đây đâu có khó gì đâu. Ủa cưng. Cưng, trời ơi, đến có lâu không? Xin lỗi nha. Thôi mình vô nhà. Ủa con mới về à? Thôi vô luôn đi, ba có chuyện muốn nói. Đi em. Vụ này là sao ta? Không được, con không đồng ý. Bà nói là để cho hai đứa biết, chứ không phải là đồng ý hay là không đồng ý. Hai đứa từ nay á phải gọi là dì Vi, hiểu chưa? Thôi mà anh, việc xưng hô đâu có gấp vậy đâu, cứ để từ từ. Vậy sao được? Mình á, mặc dù chưa làm đám cưới, nhưng mà tôi muốn cái nhà này á là phải có tôn ti trật tự, trên dưới rõ ràng. Ba, trên đời thiếu gì người? Sao ba, ba có biết cô ta là? Im đi, không được hỗn. Đây là mẹ kế của con đó, là dì Vi đó, hiểu chưa? Dạ. Ba để con đưa chồng con lên lầu nghỉ ngơi. Con chào ba, con chào dì. Kìa anh, chưa gì mà đã căng thẳng rồi. Anh phải làm như vậy á là để cho hai đứa tụi nó biết điều một chút, để không ăn hiếp em. Xạo không à, em á hả, làm sao mà có ai ăn hiếp em được chứ. Thôi đi làm về mệt rồi, để massage cho anh nha. Ê, mệt ghê vậy đó. Ờ chỗ đó đó, chỗ đó đó, mạnh lên chút nữa. Mấy năm nay á anh ở một mình cực khổ rồi, kể từ bây giờ và sau này em sẽ bù đắp cho anh nha. Thiệt không? Vậy bù đắp cho anh liền bây giờ đi. Được. Ba này cũng kỳ, tự nhiên ở đâu dẫn về cái bò già nhỏ, thiệt tình nhìn còn nhỏ hơn em nữa đó anh. Thì cô ta nhỏ hơn em một tuổi mà. Sao anh rành dữ vậy? Thì ba có nói với anh. Ba nói khi nào mà em không biết. Ổng cũng kỳ ghê, tự nhiên dẫn cái con kia về, kỳ cục hết sức. Hay là mình dọn ra ngoài ở đi em. Đó có được. Căn nhà này lớn như vậy nè, mình mà dọn ra ngoài là đúng ý của ở hồ ly tinh kia luôn đó anh. Vợ chồng mình phải ở lại đây, căn nhà này phải là của mình. Thôi đừng có suy nghĩ gì hết, em nằm xuống đi. Anh xô vậy? Không có gì đâu em. Thank you.
Anh đi làm nhớ về sớm với em nha. Ừ, anh đi làm chiều về mà. Chờ anh nha. Dạ. Anh đi cẩn thận nha. Anh đi nha. Đi từ từ nha. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô tới đây làm gì? Anh nên nhớ, tôi là dì của anh đó. Trên đời này không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Là cô cố ý tới đây đúng không? Làm sao mà tôi biết được? Ổng là bố của anh. Trò đùa số phận thôi anh. Cô... Nè, anh nên biết giữ mồm giữ miệng nha. Chuyện của chúng ta giờ không có ai vướng bận gì nữa. Giờ đời của ai người đó sống. Không còn à? Không phải trước khi chia tay cô nói với tôi cô có thai à? Có thai. À, thì ra tôi nói có thai cho nên anh bỏ chạy biệt tâm biệt tích đúng không? Anh dễ bị gạt quá ha. Thì ra cô định cho tôi vào trong à? Nói thiệt, khi đó tình yêu của tôi dành cho anh giống như giả bộ sao? Nếu cô nói với ba tôi, ông sẽ hiểu cô chỉ lợi dụng ông thôi. Ai? Ai lợi dụng ai? Ừ, anh nói với ba anh, anh tính nói sao? Anh tính nói tôi là người yêu cũ của anh hả? Rằng anh đã từng thề non hẹn biển cưới tôi làm vợ sao? Để rồi anh bỏ chạy biệt tâm biệt tích không thấy sao? Thì năm đó sau khi tôi về Sài Gòn, tôi bị mất điện thoại, làm sao mà liên lạc được với cô? Dự án tới tấp, làm sao quay lại tìm cô được? Tôi đã trao cả đời con gái cho anh, để rồi cái số điện thoại anh cũng không nhớ nổi sao? Anh lảng tránh, anh bận thì tôi biết rồi. Anh bận cho đến tận bây giờ phải không? Anh Tuấn. Hả? Em đi chợ về rồi nè. Em có mệt không? Trời ơi, sao không kêu anh chở đi? Đi làm gì cho nó cực? Không xô, có chút xíu em đi bộ cũng khỏe mà. À, dì cũng ở nhà hả? Dì xin nghỉ mấy bữa ở nhà để quen với cái nơi ở mới. Sáng nay con cũng ở nhà, chiều con mới đi công chuyện. Dì cần giúp gì dì cứ gọi con. Dì cảm ơn. Thôi, dì lên phòng đây. Anh nè. Rồi nhà mình không có oxy hay sao? Rồi nhà cửa dọn dẹp quần áo thì ai làm? Nhà mình có giúp việc theo giờ, cuối tuần sẽ có người tới la dọn. Đồ dơ gì cứ bỏ vô máy giặt là sang rồi gì. Trời, không có được. Đồ của gì toàn là đồ hàng hiệu không à. Chỉ có thể giặt tay, giặt máy là hư hết. Mà gì mới đi làm móng, gì không thể giặt được. Hay là gì phiền con giặt giùm gì mấy bộ đồ nha. Chuyện đi thì mang ra tiệm giặt được chứ gì. Nếu mà con làm không được á thì thôi, để dì nhờ ba con. Mới đi làm về ba con làm giùm gì cũng được. Thôi dì cứ để đó đi, lót con giặt. Vậy á, dì cảm ơn con nha.
Cô, cô làm gì ở đây? À, lúc nãy tôi kéo khóa áo mà kéo hoài không được. Nhưng mà nhà thì đi vắng hết rồi, không ai để nhờ, nên tính nhờ anh kéo giùm tôi khóa áo. Tôi... Sao vậy? Có làm được không? Sao mà xấu hổ vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu, đúng không? Những chuyện đã qua, quên đi thì tốt hơn. Cái gì cần quên á thì tôi đã quên hết rồi. Nhưng cái gì cần nhớ thì làm sao có thể quên được chứ. Mùi hương này, cảm giác này, nói quên là quên làm sao được. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm tổn thương em. Em sẽ tha thứ hết, tha thứ hết tất cả. Chỉ cần không được, em đã là vợ của ba anh. Phải, vì thế anh phải thay ba anh làm những gì mà ba anh chưa làm được. Cho người kia đi, cứ làm thế thôi.
rồi. Đến khi đơn côi một mình lúc đó